Vừa qua, tại Vincom Times City Hà Nội, công ty truyền thông và đào tạo MT Group đã tổ chức thành công chương trình MT Fashion Show 2024 Fall in Love with Emotion với sự quy tụ của gần 1.000 model, MC, dancer, diễn viên nhí tài năng cùng các nhà mốt đến từ khắp nơi trên toàn quốc và các nhãn hàng thời trang nổi tiếng như Canifa, Genvis Jeans, Nhiên Kiss, Nux với mục tiêu giới thiệu vẻ đẹp của bản sắc văn hóa, của con người, của sự sáng tạo vô cùng tận. Buổi trình diễn đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ và ý nghĩa qua mỗi câu chuyện riêng của từng trang phục. Đừng ngồi ở hàng ghế khán giả và theo dõi tất cả các bạn nhỏ đào viên của MT Group. Vô cùng hạnh phúc và xúc động. Ngày hôm nay MT Fashion Show tổ chức, tôi cũng không nhớ rằng là show diễn thứ bao nhiêu cho MT tổ chức. Nhưng vẫn cái cảm xúc như ngày đầu tiên, đó là vô cùng hạnh phúc, háo hức để được ngắm nhìn những đàn con sải bước trên sân khấu. MT Fashion Show, show diễn For In Love With Emotion 2024 là một show diễn thường niên do MT tổ chức với mong muốn là tạo ra những cái sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các con. Năm 2024 với kinh tế thế giới nói chung cũng như là với Việt Nam nói riêng thì rất là nhiều những cái khó khăn và thách thức. Tuy nhiên thì đội ngũ của MT Group vẫn luôn tạo ra rất nhiều các sân chơi bổ ích dành cho các bạn nhỏ. Và cũng như vậy, 2024 và tiếp tục các năm về sau nữa thì chúng tôi tiếp tục sẽ có thêm thật nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh và sáng tạo hơn nữa để cho các bạn nhỏ có thật nhiều sân chơi cho các con trong tương lai. Và năm nay thì MT Group sẽ trích một phần lợi nhuận của chương trình để làm công tác thiện nguyện vào tháng 9 tới đây tại tỉnh Sơn La. Tại sự kiện, nhiều mẫu nhí trong trang phục thiết kế ấn tượng đã để lại dấu ấn, thể hiện bản lĩnh, sự tự tin nhằm truyền tải và quảng bá văn hóa Việt tới với thế giới. Mình thấy rất vui khi con mình được biểu diễn trên một sân khấu lớn như thế. Muốn cho con phát triển kỹ năng và thể hiện bản thân tự tin hơn trước mọi người và cũng như là bên ngoài khi con tiếp xúc với mọi người. Em đã hợp tác với cả bên MT Group là lần này lần thứ hai. Mỗi lần hợp tác là một sự hồi hộp vì mỗi chương trình là một sự mới lạ. Khi mà đến với MT Group, em thấy sự chuyên nghiệp và là một sân chơi bổ ích cho các con. Đây là lần đầu tiên mà tôi được tới tham dự một chương trình fashion show của trẻ em như thế này. Và thực sự trước kia thì tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một chương trình trẻ em biểu diễn mà lại có thể chuyên nghiệp được như vậy. Và cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, xã hội phát triển thì rất nhiều gia đình gặp phải tình trạng là có con trẻ trong nhà mắc những căn bệnh chậm phát triển rồi tự kỷ. Và nếu như mà con trẻ chúng ta tham gia được những hoạt động như thế này, những hoạt động như thế này được nhân rộng hơn nữa thì sẽ góp phần làm cho những đứa trẻ có thể phát triển được kỹ năng mềm và chúng sẽ có cái tiền đề để phát triển tốt hơn nữa. Và hy vọng rằng trong thời gian tới MT Fashion Show cũng như là các nhà tài trợ sẽ tiếp tục tổ chức những chương trình này để mà tạo ra được những ý nghĩa giống như vậy. Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu của MT Group trong việc tổ chức chương trình ngày hôm nay. Với sự chăm chút, tỉ mỉ từ khâu tổ chức cho đến việc lựa chọn những người mẫu nhí, thực sự tạo nên một sân khấu đầy màu sắc và tràn đầy năng lượng. Các người mẫu nhí tham gia trong chương trình ngày hôm nay đã thể hiện một tinh thần tự tin, sáng tạo và tài năng đáng khâm phục. Những màn trình diễn không chỉ là để thể hiện vẻ đẹp và phong cách thời trang, mà còn cho thấy tiềm năng phát triển toàn diện của các con. Và đây chính là những yếu tố phương châm mà GAFO với vai trò là nhà tài trợ chính về dinh dưỡng mong muốn được đóng góp vào với chương trình MT Group ngày hôm nay. Với sự cam kết cung cấp các cái sản phẩm về dinh dưỡng chất lượng cao, GAFO luôn hướng đến việc hỗ trợ cho các em nhỏ không chỉ phát triển về chiều cao, cân nặng mà còn phát triển toàn diện về trí não, sức khỏe tổng thể. Chúng tôi hy vọng rằng những việc đóng góp và sự đồng hành này của GAFO với chương trình MT Group sẽ là một phần để nuôi dưỡng những tài năng trẻ, giúp cho các em vươn xa và tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. MT Group và chương trình MT Fashion Show 2024 đã một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong ngành thời trang chuyên nghiệp, làm tròn vai trò là nhịp cầu, kết nối văn hóa, nghệ thuật và thời trang, đồng thời thúc đẩy sáng tạo và đổi mới trong cộng đồng thời trang Việt Nam.